Yến Phương Việt TV xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018. Việt TV đang có mặt tại Lakeview Park Park, thành phố Reston, Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong buổi picnic của Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn là một trong những hội đồng hương của người Việt, được sinh hoạt và thành lập khá lâu. Mỗi năm hội có hai lần họp mặt vào Tân Niên và picnic nhân dịp mùa hè để cho tất cả đồng hương Gò Công, những người từng làm việc, từng sống tại Gò Công, hoặc những người lập gia đình với người Gò Công, hoặc có bà con họ hàng với người Gò Công, đều có thể đến chung vui với hội, cùng chia sẻ những vui buồn. Từ sáng sớm, một số ít thành viên của hội đến thật sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ, bàn ghế, lều, đặc biệt phần ẩm thực của hội được chuẩn bị vô cùng chu đáo và phong phú. Mọi người đến đều mang theo một món ăn. Ông Trần Kim Báo cho chúng tôi biết. Tôi gia nhập Hội Thân Hữu Gò Công từ khi mà lúc mà bác sĩ Sáng lên làm hội trưởng. Tức là cũng được khoảng 20 mấy năm rồi. Thì qua 20 mấy năm khi mà mình tham gia trong cái Hội Thân Hữu Gò Công thì chú thấy hội mình qua chừng ấy năm á, cái sự thay đổi như thế nào chứ? Có một điều không thay đổi, đó là người Gò Công thương mến lẫn nhau. Và người Gò Công luôn luôn hoài niệm về quê hương cũ của mình. Bởi vì người ta có thể cất bước rời khỏi quê hương, nhưng con tim thì luôn luôn vẫn hướng về quê hương của mình. Và cái hội Gò Công là một, như là bác sĩ Sáng nói trước đây cũng lâu lắm rồi, đó là một thu ảnh của Gò Công, đem cái hình ảnh đó qua bên này. Riêng ban ẩm thực của hội thì tất bật chuẩn bị món ăn đặc sản của miền Gò Công, đó là món bạch giá. Chiếc bánh đặc thù với nhiều nguyên liệu, bột gạo, bột đậu nành, thịt nạc heo, tôm đất, giá. Món ăn này cũng đã đi vào trong ca dao của văn học dân gian Việt Nam. Một mai em gái theo chồng, còn đâu bánh giá chờ dòng mời anh. Đây là bánh giá Gò Công. Cô ơi, thì khi mà cô tham gia trong cái hội Gò Công này thì cô thấy như thế nào? Và mỗi năm mà khi mà được dịp những cái họp mặt tất cả các thân hữu thì cô thấy như thế nào? Dạ, rất là vui ạ. Gặp lại các chị, các bác ở quê Gò Công. Anh đã tham gia trong cái hội thân hữu Gò Công này bao lâu rồi? Thật ra là đi qua đây, đi với gia đình xong rồi ba mẹ là người Gò Công. Do đó cái này là mình làm, mình cho ba mẹ mình gặp lại những người bạn bè của đồng hương. Do đó em cũng rất thích để đi với gia đình cũng như là một cái family reunion and then cho ba mẹ gặp lại bạn bè. Không riêng gì ba mẹ, thì khi anh cảm giác riêng của mình khi mà mình tham gia trong hội thân hữu Gò Công thì anh thấy như thế nào? Cũng rất là vui, tại vì hồi nhỏ cũng biết cũng ở Gò Công. Rồi xong bây giờ gặp lại những người lớn, rồi gặp lại những người đồng hương để mình kể chuyện, hỏi thăm về những người cũ, rồi hỏi thăm những cái mới của quê mình như thế nào. Tại vì cũng có nhiều bác, nhiều anh chị đi về Gò Công. Buổi gặp mặt mùa hè 2018 cũng là ngày kỷ niệm 30 năm của hội Gò Công trên đất người. Buổi picnic kết thúc vào lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày và không quên hẹn nhau tái ngộ vào dịp họp mặt kế tiếp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi picnic của Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Reston và Virginia. Việt TV Network và phim 24 giờ đã được phát hình trên Direct TV. Kính mời quý vị đón xem Việt TV Network Channel 2036 với nhiều chương trình phong phú như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe cộng đồng, thời trang và du lịch. Phim 24 giờ Channel 2037 với nhiều phim bộ hấp dẫn của nhiều nước trình Direct TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 1844 858 7000 hay vào website viettv.com.